tay rất là thân thương của khán giả. Và hôm nay là một chương trình quá hoành tráng luôn. Ví dụ hát hai bài là gỡ được là mình chưa hát bài nào hết, bởi vì là tình cảm dành cho khán giả còn quá nhiều. Nhưng mà chắc có lẽ là phải hẹn quý vị khán giả một ngày gần đây thôi. Thì Hùng sẽ sớm trở lại để phục vụ thật nhiều bài hát nữa. Xin cảm ơn và chúc mọi người buổi tối thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Rất là cảm ơn ca sĩ Nguyễn, cảm ơn em rất nhiều đã đến với chúng tôi. Hẹn gặp lại, cảm ơn anh.